Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm sâm củ tẩm mật ong Korean Red Gold Geum San do Achim Madang Regiseng sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về sâm củ tẩm mật ong Korean Red Ginseng Gold Geumsan cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm sâm củ tẩm mật ong Korean Red Ginseng Gold Geumsan có thành phần là nhân sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi chiếm 79%, hồng sâm củ 70%, hồng sâm rễ 30%, mật ong Oligo sắc trà sâm củ tẩm mật ong Korean Ginseng Gold Geum San được bào chế dưới dạng củ. Sâm củ tẩm mật ong Korean Ginseng Gold Geum San mang lại cho người dùng công dụng giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức khỏe khỏe phù hợp cho người lớn tuổi, người mới ốm dậy, người bị suy nhược do làm việc quá sức, giảm thiểu căng thẳng, mệt mỏi, ngăn ngừa tình trạng mất trí nhớ, kích thích hưng phấn tinh thần lý tưởng cho những người lao động trí óc mệt nhọc quá tải, người già tốt cho máu, bổ máu, điều hòa khí huyết, bảo vệ tim thích hợp với các đối tượng hay bị chóng mặt, đau đầu, người có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Tốt cho sinh dục nam nữ, giúp tăng cường ham muốn tình dục, hưng phấn tình dục, tăng cường sinh lực, hỗ trợ điều trị một số bệnh về rối loạn sinh dục. Tác dụng làm đẹp, sử dụng sản phẩm giúp da rẻ hồng hào, căng mịn và chống lại lão hóa, duy trì vẻ đẹp thanh xuân và tuổi thọ đối với người già, giúp hạn chế tình trạng mất trí, tăng cường thể lực bồi bổ sức khỏe, giúp cơ thể khỏe mạnh và chống lại sự lão hóa đối với nam giới, giúp tăng cường sinh lý nam giới, tăng cường sinh lực, điều hòa hoạt động tim mạch, kích thích não bộ. Sản phẩm lý tưởng dành cho nam giới ở độ tuổi 40 trở đi. Sản phẩm dùng cho các trường hợp người cần bồi bổ cơ thể, người suy kiệt sức khỏe, sau khi ốm, sau phẫu thuật, người cao tuổi muốn duy trì và kéo dài tuổi thọ, bồi bổ cơ thể. Những trường hợp cần tập trung hoạt động trí não người mới ốm dậy hay vừa trải qua phẫu thuật muốn phục hồi sức khỏe. Hiệu quả đối với cả nam giới và nữ giới. Sản phẩm sâm củ tẩm mật ong Korean Red Ginseng Gold Geum San được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của sâm củ tẩm mật ong Korean Red Ginseng Gold Geum San được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, cắt thành từng lát nhỏ rồi nhai hoặc ngậm trực tiếp với nước ấm để dùng rất tốt. Mỗi lần dùng khoảng 2-3 lát tương đương với 5g đến 10g. Chống chỉ định khi sử dụng sâm củ tẩm mật ong Korean Red Ginseng Gold Geumsan không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm sâm củ tẩm mật ong Korean Red Ginseng Gold Geumsan đồng thời biết cách sử dụng sâm củ tẩm mật ong Korean Red Ginseng Gold Geum San sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham